Cái người vợ thứ nhất thì là tính nói dối. Sau ly hôn thì em còn sợ nhiều tính nữa. Cho nên là chị mong muốn một người vợ của em là có một tính truyền thống chỗ là cam khổ. Tôn trọng em này, tôn trọng kích thước vì em là nhà con mà. Tôn trọng kích thước và tôn trọng cái hoàn cảnh. Tôn trọng hoàn cảnh tức là mối đơn thân. Anh nói nhưng mà nhiều khi dùng cái từ nó chưa đúng giống như tôi. Không phải không đúng mà anh dùng từ rất là dễ thương. Xin mời nhà gái. Rồi trời ơi, chào cô gái. Mời nhà trai. Bây giờ chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái. Điều đầu tiên em xin gửi lời chào đến hai MC, đó là chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Hạnh. Em năm nay là 36 tuổi, hiện tại em đang kinh doanh mở shop mẹ và bé. Em là mẹ đơn thân ạ. Rồi. Mời nhà trai. Nhà lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào Ngọc Lan, bạn gái bên kia. Và chào quý khán giả. Dạ chào anh. Mình là Đặng Ngô Hoàng, sinh năm 1982, quê ở Nghệ An. Mình hiện tại là làm điều hành mỏ đá núi Nữa ở Long Khánh, Đồng Nai. Hoàng là ở Đồng Nai chỗ nào? Dạ em ở Dầu Giây luôn ạ. Rồi mình ở đó với ai? Em hiện tại là em thuê một nhà ở khu thị trấn để em kinh doanh về mạng in ấn mà làm kèm thôi, còn công việc chính của mình là điều hành mỏ đá núi Nữa. Em ở đó một mình luôn. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm nhà gái là gì? Em ưu điểm của em là em thiên về gia đình á, em nấu ăn ngon. Cái ưu điểm của em đó là em thích thể thao á chị. Thể thao như là tập gym hay là đánh bóng chuyền. Một ngày bạn dành thời gian cho thể thao là bao nhiêu tiếng? Em dành được khoảng 2 tiếng. Nhiều quá ha. Dạ cũng yoga, gym là hai môn thể thao thì em là em thích tốt nhất. Rồi đó. Khuyết điểm của em là hơi thẳng tính á chị. Mà hơi nóng tính xíu ạ. Rồi em trai, ưu điểm khuyết điểm là mình là gì? Em thì là dạ, chào anh. Vâng, khuyết ấy là hay bộc lộ cái cảm giác qua thư do cái môi trường làm việc và do cái suy nghĩ nhiều. Những cái mình không làm được là mình ức chế, mình không ức chế thì mình sẽ bộc lộ qua thơ. Mà bộc lộ qua thơ thì là sẽ bị ảnh hưởng vào cái vì vị trí quản lý là nó yêu cầu cái tâm và cái sự cứng rắn trong vấn đề xử lý. Bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài là xem như mình là người yếu đuối. Nhưng mà thí dụ mình gặp người thẳng thắn mà nóng tính nữa. Người ta nói thẳng mình là mình dở quá. Xong rồi ta nóng tính nữa, người ta cự mình luôn. Thì đó em xử lý thế nào? Mình cự trị bằng lời nói, bằng hành động thể hiện rằng là cái sự thiện chí của mình. Dạ. Để giải quyết được đó. Thật ra thì anh này anh hiền. Dạ hiền. Anh có thể chịu đựng được. Có khi nào mình bị thiệt thòi không anh? Nếu mà về thiệt thòi thì chỉ có là những cái người nào gây sự mới là thiệt thòi thôi. Còn người không gây sự không như thiệt thòi. Đúng rồi. Hay quá. Đây cũng là một trong những cái kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp. Tình duyên của mình sao anh? Kết hôn năm 2007. Dạ. Nên là con mình là một đứa lớn ở lớp 10, gái nhỏ lớp 6. Là mình ly hôn năm 2016. Là tới bây giờ là 7 năm rồi. Yeah. Hiện tại mình đang nuôi hai con. Yeah. Hai con đang ở Nghệ An ngoài với ông nội. Còn mình là vào Đồng Nai là mới vào từ năm 2017. Là vào được 5 năm. Tức hai con nhà bà nội nuôi. Dạ, ông nội. Ông nội nuôi. Mẹ mất 16 năm rồi. Bây giờ thí dụ giờ em phải lo cho hai đứa nhỏ nè. Bây giờ thí dụ như em có vợ thì em lo đủ hay không? Hay như thế nào đó? Bây giờ em lo cho vợ hay là lo cho con mình? Hiện tại thì em vào đây là mục đích của em là cũng để ổn định một công việc trong này. Thì con sẽ vào học trong Sài Gòn. Thì em sẽ mua một chung cư nếu có vợ trong này để em có nơi gọi là cái tài sản của mình. Nói như vậy để cho nhà gái hiểu hơn. Chào em gái. Bây giờ em nghe nhà trai chia sẻ thì em cảm giác một người thế nào? Em cảm giác anh ấy là một người cũng có xu hướng thiên về gia đình em. Thì cũng hai bên cũng đã qua một lần đổ vỡ và cũng có những đứa con ngoan như thế, thì em nghĩ là nếu như mà mình có duyên mà đến với nhau á thì em nghĩ là anh ấy và em sẽ bổ trợ tốt cho nhau ạ. Quan trọng là cái tình cảm chân thành thôi. Một cái kế hoạch rất là rõ ràng luôn ha. Em thì cuộc sống mẹ đơn thân thế nào? Thì thực sự anh biết rằng cuộc sống của mẹ đơn thân không có sung sướng gì đâu. Con mình sao? Dạ em xin lỗi em. Không sao đâu em, không vấn đề gì cả. Ban đầu em không nghĩ là em có thể vượt qua tất cả để em nuôi con. Nhưng mà khi mà em nuôi á thì tự dưng trong con người em nó có một cái gì đó nó mạnh mẽ lắm, em không thể nói ra được. Chị đang hơi quan ngại là anh chàng bên này có thể là hơi khó tánh đó. Tại vì nuôi con một mình là tính toán tất cả mọi cái vậy nè. Có không anh? Khó. Nếu mà về tính cách ấy, suy nghĩ để nói thế nào, nhưng mà mình rất khổ tâm. Khổ tâm thứ nhất là đời mình sướng. Nhưng mà đời con mình khổ. Mình thấy con mình thua mình nhiều quá thì mình khổ tâm thôi.
nhiều lúc nó thật sự là cả đêm không ngủ, rất nhiều đêm không ngủ, đã gọi là phụ lòng với ông bà rồi, tức là bố mẹ mình rồi. Bây giờ tới đời con mình không chăm được tốt thì là thua. Bây giờ nói hỏi để hai bên nghe hiểu hơn nhau nhiều hơn ha. Dạ. Bây giờ thì em mong muốn người phụ nữ thế nào? Cái người vợ thứ nhất thì là tính nói dối. Sau ly hôn thì em còn sợ nhiều kinh nữa, cho nên em chỉ mong muốn một người vợ của em là có một tính truyền thống chỗ là cam khổ, tôn trọng em này, tôn trọng cái kích thước vì em là nhà con này, tôn trọng kích thước và tôn trọng cái hoàn cảnh, tôn trọng hoàn cảnh tức là bố đơn thân. Anh nói nhưng mà nhiều khi dùng cái từ nó chưa đúng giống như tôi. Không phải không đúng mà anh dùng từ rất là dễ thương. Tôi muốn một người phụ nữ cam chịu cam khổ là không được. Phụ nữ họ có thể giải phóng chính mình. Đồng cam cộng khổ với đồng anh cam, được. Đồng cam cộng khổ thì mới đúng. Dạ. Dạ. Có đi người thân đi với em không em? Em có đi với em gái em ạ. Em gái hả? Dạ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và dạ, tất cả mọi người ạ. Em là em chồng của chị Hạnh. Ngày hôm nay á, lần đầu tiên mà em mới thấy chị em rơi nước mắt thì cái điều đó làm cho em rất là xúc động. Tại vì thật sự em là người xuống chị em tham gia chương trình này về. Dạ, thì thật sự là chị em ở nhà là một người rất là mạnh mẽ, vui tính và rất là kỹ tính. Thì chị em rất là chịu khó, em nghĩ là rất là phù hợp với lại cái mong đợi của anh. Dạ, và chị em thì dáng người cũng rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Dạ, thì em nghĩ lại rất phù hợp với anh bên đây luôn. Em thấy anh là người rất là điềm tĩnh, có cái sự sâu sắc và có cái cách giao tiếp có thể phù hợp với cái tính mà hơi nóng tính và thẳng tính của chị em. Em hy vọng rằng cái nhân duyên này nó sẽ kéo dài lâu và em nghĩ là anh chị rất là phù hợp và có thể bổ trợ cho nhau. Em ơi, em là em chồng. Em là em chồng của chị hay là chị chồng của em? Chị là chị chồng của em. Trời ơi. Anh em... Dạ em hơi bị run, hơi bị lẹo xíu. Rồi cảm ơn những chia sẻ của em. Rồi, anh đi với ai? Dạ mình đi với chú ruột. Xin chào chương trình, xin chào Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Tôi là chú ruột của cháu Hoàng. Cháu Hoàng là thật tính, cháu ít nói lắm. Người không hiểu được là hay chấp. Chú thấy là cô bên này là hoàn cảnh là hình thức tiễn tạm được này. Rồi là hoàn cảnh giống nhau. Rồi hai về bên là hai bộ tử như nhau chứ. Thì là chú thấy cũng được. Rồi cho nhau một cơ hội. Thế không? Xin hết. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi. Bây giờ thì gặp nhau thôi. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi em. Anh chào Hạnh. Anh chào. Đây là những sản phẩm anh làm tặng em và đặc biệt là bộ áo đôi. Mặc luôn nha. Dạ. Mặc luôn đi. Được không? Phải, từ. Mình không dám can thiệp vô. Hình ảnh mặc áo cho nhau nó dễ thương lắm á. Đây là áo đôi có cái nhịp tim chung. Dễ thương quá. Em tặng anh chai nước hoa là như là một cái món quà để anh nhớ tới cái mùi hương của nó, cũng giống như là những cái nhớ tới em, nhớ những cái tình cảm chân thành nhất. Chân thành. Cái từ trước thì anh cũng chưa dùng nước hoa đâu. Thời gian rảnh rỗi anh thường làm gì ạ? Hơn một năm nay anh không có thời gian rỗi, bởi vì một ngày anh phải online tới 4 hôm rồi, online học ạ. Em biết công việc anh rất bận như thế thì anh có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc được không ạ? Thực sự là thời gian đi làm là nhẹ nhất. Còn thời gian ở nhà sắp xếp được là hình thức thế này này. Cái thời gian làm thì lấy hàng thì anh chạy, ví dụ lên Sài Gòn hoặc lên Biên Hòa. Em thấy nhà trai bên đây thì sao? Em thấy anh ấy siêng năng chăm chỉ đấy. Có ý chí nữa. Anh có tố chất để sau này là tương lai đó. Em cần sự chăm sóc, chia sẻ gì từ nhà trai chúng tôi? Em chỉ mong là anh ấy là quan tâm và thấu hiểu, chia sẻ mọi thứ trong gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho em. Em có tin rằng nhà trai tôi sẽ làm được? Em tin là anh sẽ làm được. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, bây giờ anh đứng dậy. Nào, chúng ta đến gần nhau chút xíu. Anh nghĩ rằng hai người đều chung một cái số phận hết. Giống như chú nói nãy đó, mỗi người cũng có một cái nỗi đau riêng. Bây giờ chúng ta hãy quên đi những cái điều đó. Anh thấy em thế nào mà mong muốn người gì ạ? Em thấy cô ấy là người thế nào? Nói đi em. Có tiền không? Anh cảm ơn anh. Anh nói thật sự là anh cũng nói hồi nãy, điểm yếu và điểm mạnh của anh hay làm thơ lắm. Dạ. Anh xin tặng em bài thơ. Dạ vâng. Anh làm thơ con cóc, nói hết khắp trái tim, 3/4 anh sống, còn một khắp đau em. Dạ vâng. Anh làm lâu chưa ạ? Hay là mới làm ạ? Mới. À, mới làm. Thực sự thì con người của anh nó còn nhiều cái để làm, nhưng mà cái cơm áo gạo tiền áp lực quá, nó không còn cái khoảng thời gian, cũng không còn sức khỏe để mình làm những việc khác. Nếu như vậy thì anh có chấp được nhận được những cái ưu nhược điểm của em không? Nếu mà mình có duyên mà mình đến được với nhau á.
Cái đó là cách ứng xử của những con người với nhau. Đã có tình cảm, đã tôn trọng nhau rồi thì nó sẽ có những cái cách ứng xử để diện, để hòa giải được tất cả về mâu thuẫn. Em mong cái lời nói của anh cũng khác với cái hành động của anh như thế. Nếu chúng ta cảm giác đây có thể là một nửa của mình thì bấm nút. Còn nếu không, chúng ta không còn thời gian nữa, không cần bấm. Nào. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Không bấm hả? Không bấm chậm. Không bấm chậm thế. Nào. Em bấm chậm. Thì không sao đâu. Bấm chậm. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc các bạn hạnh phúc. Thành công. Năm cấp 3 của em thì em có thương thầm một bạn. Thương thầm thôi. Dạ. Thương thầm một bạn nhưng mà không thành. Dạ, có một mối tình đơn phương năm cấp 3. Con có tỏ tình nhưng người ta từ chối. Anh Hùng ơi, anh hãy thật sự là mở lòng mình ra đi. Đừng có yêu màu tím nữa và đừng có khóc thầm đi. Em thấy bạn nữ ở bên đây thì đây là một người con gái có thể là thay đổi màu cho anh hay gì. Có thể là tâm sự, cũng có thể là những sẻ chia những cái công việc cho anh. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, chào em. Mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Em tên là Huỳnh Phi Hùng. Hiện tại là em là luật sư. Và em đang công tác tại đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà em là luật sư chuyên cái mảng gì? Dạ, em là luật sư là chuyên về mảng là đất đai, hôn nhân gia đình và liên quan với hình sự. À. Dạ. Thôi, mời nhà gái. Dạ, cháu chào chú Quỳnh Linh, chào em, chào chị Ngọc Lan, chào bạn trai bên kia và chào tất cả khán giả. Em tên là Vũ Thị Khánh Lương, em năm nay em 30 tuổi, quê em ở Hải Phòng. Hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng của một nhà hàng khoái ở quận 3. Hùng ơi, Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh là ở nhà mình với ai? Dạ, hiện tại là em là con một trong gia đình và mẹ em mất rồi, em ở với ba. Ba đang làm công việc gì? Dạ, ba hiện tại là về hưu rồi. Về hưu rồi? Dạ. Giờ chỉ còn 2-3 con thôi. Dạ, đúng rồi. Vậy thì chuẩn bị làm dâu nha cô gái bên kia. Dạ. Trời ơi, đây là cô gái mà phục vụ cho một cái nhà hàng có khối lượng khách rất là lớn mà cổ còn phục vụ được thì huống hồ chi là bên nhà chồng chỉ có 3 chồng thôi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi luật sư. Hiện tại là ưu điểm của em là hòa đồng và rất là hoạt bát trong công việc. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính và rất là dễ tin vào bạn bè. Nóng quá thì mình làm gì không? Thì nóng quá thì mình kiếm chỗ nào đó để mình xả xong rồi mình tiếp thôi. Mình đừng xả vô người thân mình nha. Dạ không. Mời nhà gái. Ưu điểm của em cũng là khá hòa đồng, vui tính, có nhiều năng lượng. Nhưng mà nhược điểm của em thì cũng khá là nóng tính. Nóng quá làm gì? Thực sự là sẽ quát lại mọi người đó. Sợ không? Không? Dạ không. Không hả? Có bao giờ nóng tính với khách chưa? Không dám, anh dám. Bây giờ hai người nóng với nhau hết á, chút xíu mình bàn vấn đề này nha. Dạ rồi. Dạ. Đường tình duyên của luật sư Hùng sao? Đường tình duyên của em thì là 3 năm cấp 3 của em thì em có thương thầm một bạn. Thương thầm thôi? Dạ, thương thầm một bạn nhưng mà không thành. Sau đó thì bạn đó bạn biết nhưng mà do mình nhát thì mình không tiến. Không tiến tới? Dạ. Rồi còn mối nào nữa? Sau này thì cũng có một bài mối nhưng mà không có hợp với nhau. Mối dài nhất là khoảng 3 tháng là... 3 tháng luôn hả? Dạ. Dài dữ vậy đó hả? Dạ, tại vì không hợp. Tại vì khi mà quen biết rồi nhưng mà mình cảm giác mình không hợp. À không hợp đúng. Mất thời gian nhau, không? Hồi nãy nói quen mấy mối quên rồi. Vài ba mối thôi. Một vài ba mối mà mối dài nhất là 3 tháng hả? Trong 3 tháng đó làm cái gì? Thì 3 tháng đó thì đi tìm hiểu rồi đi ăn uống rồi cũng đi ra đi chơi với nhau nhưng mà... Chơi đâu? Đi ra biển chơi hoặc biển đi... luôn. Ra biển rồi có ngủ lại không? Rồi nói chung là phòng ai nấy ngủ. Chắc vậy nên mới 3 tháng chia tay đó. Chắc vậy. Mình cũng quyết giữ trinh tiết cho mình đúng không? Rồi sao phí quá, nay mấy tuổi quên rồi? Mới 37 hả? Nhỏ tôi có 1 tuổi, 2 tuổi hả? Phí cả một cuộc đời. Rồi bảo bảo nhà gái coi. Dạ, chào chú. À, chào em gái. Bên kia là một chàng luật sư. Cũng hơi nhát gái. 3 tháng không dám kèo nài luôn đó. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, có tính đơn phương không? Đơn phương mấy mối tình? 2. Hai. Dạ, có một mối tình đơn phương năm cấp 3. Con có tỏ tình nhưng người ta từ chối. Từ chối luôn, ta nói sao?
Tại người ta cũng đang thích người khác. Trời đất ơi, một cái ca nước. Mà sao con kể lại con vui quá vậy? Còn một mối tình nữa thì là cách đây 3 năm thì cũng như vậy. Cũng đơn phương luôn. Đơn phương, cũng có tỏ tình. Cũng có tình luôn. Đúng. Rồi ta nói sao? Không phù hợp với cả coi là một đối tượng khác chứ không phải là người thích. Trời, đối tượng khác là đối tượng nào? Thì người thân người quen chứ không phải là người thương. Đúng rồi. Rồi, vậy thì còn mối tình, có mối tình nào mà mình yêu có tương tác không? Tương tác có kèo nài không? Dạ chưa. Vậy hai mối tình vậy chắc quá vậy đó hả? Thì chưa. Trời, tội nghiệp nhỏ không? Hai đứa trồng veo luôn. Đúng rồi. Thôi bữa nay cố gắng cái mối này mình giữ nha. Mình giữ rồi mình chỉ nữa. Đúng rồi, mình hướng dẫn. À, con đi với ai vậy? Dạ anh đi với các bạn đồng nghiệp. À, đồng nghiệp ở đâu? Dạ chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. À, mình là đồng nghiệp cùng làm văn phòng chung với bạn Khánh Lương. Dạ. Thì thấy hai bạn bề ngoài thì cũng tương đối, các bạn đều có những ưu điểm và khuyết điểm cũng ra khá tương đồng và cũng còn mới mẻ và trong veo, thì cũng có thể là một cơ hội mới để chúng ta có thể cùng nhau làm bạn, cùng nhau đến với nhau tìm hiểu. Rồi, cảm ơn. Nhà trai đi với ai? Dạ đi với đồng nghiệp. Anh Hùng ơi, anh hãy thật sự là mở lòng mình ra đi, đừng có yêu màu tím nữa và đừng có khóc thầm đi. Em thấy bạn nữ ở bên đây thì rất là hoạt bát, rất là hòa đồng. Đây là một người con gái có thể là... Thay đổi màu cho anh hay gì? Có thể là tâm sự, cũng có thể là những sẻ chia những cái công việc cho anh. Xí, màu tím hả? Dạ, cái này là em hay nói đùa thôi chị, chứ không phải anh không phải là màu tím. Thiệt không? Dạ, chắc không? Chắc. Nghi lắm tại vì... Không, cái chi tiết này là phải nói lại. Màu tím là trend mà đây nè, thấy chưa? Tím vừa thôi, chứ không phải tím liền. Tím liền, tím. Đừng sợ. Giờ hỏi thiệt, màu gì? Màu trắng. Em ơi, anh cũng xin đính chính lại là nãy giờ anh Hùng nói tất cả những điều đó là thật. Em cũng là đồng nghiệp với anh Hùng một thời gian khá là dài. Thì em nhìn nhận là anh của em thì rất là rụt rè. Em nghĩ là có thể là anh hơi tự ti về cái ngoại hình của anh, là cái gì, cái cân nặng của anh. Nhưng mà em mong là anh Hùng đừng có tự ti về cái cân nặng. Tại vì cái tính cách của anh là mọi người rất là yêu và quý anh. Nên là anh đừng có tự ti nữa, anh hãy mở lòng mình ra đi. Và em mong là bạn nữ ngày hôm nay cũng sẽ tạo cho anh một cái cơ hội để có cái sự tìm hiểu và sẽ chia nhau hơn ạ. Rồi, cảm ơn ạ. Rồi, mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Hùng. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Mong rằng bạn thích hơn mà nè. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay có cái thiệp nha. Em gái tặng bạn trai quà gì đó nói luôn đi. Em không có biết tặng quà gì thì em có tham khảo ý của đồng nghiệp và gửi tặng anh một cái cà vạt. Và rất may là anh là luật sư thì em nghĩ là cái này anh có thể sử dụng được. Đúng rồi. Khoe cho khán giả biết là quà của bạn trai tặng bạn gái nha. Một em gấu hoa hồng với trong đây có cái thiệp. Em có muốn bạn gái đọc hay không? Dạ muốn ạ. Rất vui được làm quen với em. Thân tặng em món quà nhỏ, mong rằng em sẽ thích món quà này. Chúc em một buổi tối vui vẻ. Dạ em rất thích quà. Dạ cảm ơn. Rồi bây giờ thì hai bạn trò chuyện với nhau đi. Lần đầu tiên mình gặp nhau sau 30 mấy năm đó. Em nghĩ sao về anh như thế nào? Thực em mới gặp anh đó. Nói những cái mà anh chia sẻ thì em thấy là khá giống em, khá là tương đồng với em. Về tình trường rồi về mấy cái tính cách thì em thấy giống. Còn về tìm hiểu sâu thì hiện tại thì em chưa trả lời anh được. Có một điểm là em thích người bụng mỡ thì em thấy anh bụng mỡ là... Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi rồi, cái này hay nè. Ủa, nghe sao thích người bụng bự, nói nghe coi. Tại ba em ở nhà thì cũng hơi mập một xíu. Mà ngày xưa hồi bé là ba em hay chở em đi bằng đi xe máy, là em hay ôm bụng ba. Thì nói chung là thích cái cảm giác đó. Đó, thấy chưa, cũng có người thích bụng bự. Đừng ai nói là chê không thích đầu hói bụng bự. Bụng bự cũng có giá trị của bụng bự chứ bộ. Bây giờ mình đâu, đứng lên. Bây giờ đâu anh ôm thử bụng bự, cảm giác sao coi. Sao em sửa hỏi lắm. Ngồi xe em ơi, ngồi xe. Leo lên xe máy, ta chở đi chơi kìa. Thử coi. Bé ơi. Đó, thử coi. Rồi, thử coi. Chạy coi, hợp quá ha. Rồi, chạy vòng thử coi. Quá trời dễ thương luôn á. Đã gì đâu á. Đó, ngồi tới vị trí đi. Một ưu điểm mà mình hợp rồi ha, Hùng ha. Bây giờ mình hẹn hò sau đó. Nếu mà được hẹn hò thì mong rằng là anh có thể là gặp em hàng ngày. Hoặc là cuối tuần thì mình có thể đi một buổi đi chơi nào đó. Thì bên em có đồng ý hay không? Em thì sẽ sắp xếp thời gian. Mà em rất mong muốn cái người bạn trai chơi thể thao. Và có thể chơi thể thao với em nữa.
Em chơi môn gì? Em chơi môn gì? À, có thể chơi, có thể là bơi lội, à, đá cầu hoặc là đi bộ, là ba môn mà em thích nhất. Cái bơi lội thì anh hiện tại là anh không có biết bơi, em nói rõ luôn. Và đá cầu thì đá anh đá rất là yếu, nhưng mà đi bộ anh có thể tham gia với em, hoặc là em có thể tham gia với anh những cái món có thể là đi đánh cầu lông hoặc như thế nào đó. Cầu lông phải được. Bây giờ là mình tiến xa một xíu đi, mình hỏi nhau coi khoảng bao lâu mình định bước tới đó. Nếu mà em đồng ý đi cùng với anh trên một con đường á, thì là anh nghĩ là trong vòng khoảng 6 tháng đến 8 tháng là anh sẽ tiến tới hôn nhân. Thì không biết là bên em có thể chấp nhận được hay không. Trong cái kế hoạch của em thì hiện tại bây giờ em chưa có kế hoạch đặt nặng cái hôn nhân. Thì thực sự là em nói là sau 6 tháng sau hoặc là sau 1 năm sau đó mà em có kế hoạch để hôn nhân thì em cũng chưa có hứa được. Thì hiện tại bây giờ trước mắt đó là việc cảm thấy em và anh phù hợp với nhau, chúng ta sẽ tìm hiểu. Và nếu mình cảm thấy phù hợp thì lúc đó em sẽ được tiến tới hôn nhân. Còn hiện tại bây giờ để anh hỏi câu đó em chưa dám trả lời. Quan điểm của em thì thấy cũng khá hợp lý. Nhưng mà anh cũng mong muốn rằng em sẽ suy nghĩ là sẽ cố gắng có thể thúc đẩy được nhanh hơn. Vì sao mà em lại muốn kết hôn nhanh như vậy? Có phải là vì mình lớn tuổi không hay là như thế này? Thì do mình cũng lớn tuổi và cũng hay cũng có chín chắn rồi. Bà có hối không? Dạ, nói chung là trước đây thì là ba mẹ nó hối. Nói chung là trước khi mẹ mất á, thì cũng có xin phép mẹ là đừng hối việc đó nữa. Hoặc là nếu mà trong quá trình mà trong cuộc đời của mình á, mà không gặp được cái mối duyên nào thì mình sẽ xin phép mẹ trước đó, thì là xin phép mẹ là sinh một đứa con nuôi về nuôi để cho có hậu hỷ thôi. Thì mẹ cũng đồng ý cái việc đó. Thật ra hoàn cảnh bạn neo đơn, chắc là ba cũng muốn có gia đình để có cháu ẵm bồng đúng không? Cho nó vui đúng không? Dạ. Thôi, bây giờ Hùng tiến tới nắm tay cô gái đi. Tiến tới Lương. Tay em rất ấm. Mà em hơi run thôi, nhưng mà em rất rất ấm và rất mà em của mẹ em rất là dễ thương. Và mong rằng anh có thể đi chung con đường với em. Dạ. Lương nói gì với Hùng đi? Thì đối với cái tính cách hay là các thứ thì em có chia sẻ là em cảm thấy anh khá phù hợp với em. Dạ. Tình trường thì em chưa có. Và con người em thì khá là dễ kết thân. Nhưng mà đi sâu vô để tìm một cái người thực sự là hiểu và cái tâm hồn nó hòa hợp thì chúng ta cần có thời gian. Thì em rất hy vọng là em biết là anh có nhiều áp lực trong cái việc để kết hôn. Còn em thì thực sự là em thì không có cái đó. Nên thành ra là nếu mà trong trường hợp mà xác định đi và để tìm hiểu nhau thì em mong là anh sẽ cho em thời gian và đừng đặt áp lực đó vào em. Con anh không đặt áp lực với em suy nghĩ thôi. Yeah. Nhưng mà quan trọng là nếu mà em hợp thì em sẽ tiến đến với anh. Yeah. Còn nếu mà em cần thêm thời gian thì anh vẫn cho thêm thời gian. Dạ. Yeah. Thôi Hùng hát gì đó tặng bạn gái đi Hùng. Em xin phép hát một đoạn. Anh luôn quá, giận hoàn toàn luôn. Cứ nhìn mặt bạn gái mà hát. Nếu có pha ngày mai, xin đừng quên có mối tình xanh mãi như đại dương. Vâng thiên em đợi em đêm tuần đêm, người có hay trong vòng tay. Nè, cô gái đó hồi đó về tỏ tình với anh ta không á? Chưa bao giờ được tỏ tình lần nào hết. Em mới nói một câu gì đó nghe nó ngọt ngọt chút xíu coi. Hay quá ông Mai. Nhìn thấy em là rất là dễ thương và rất là dễ mến. Thấy em là cũng là một cái hình tượng đối với anh trong lòng anh. Thì mong rằng á, là em có thể cho anh được phép là hẹn hò em. Dạ, dạ em cảm ơn. Rồi, về vị trí. Dạ, bạn. Bây giờ quyền quyết định là các bạn. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Đừng bấm vì bất cứ điều gì. Hãy bấm bằng nhịp đập trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Bạn gái bấm nhanh hơn bạn trai luôn đó. Nói gì vậy để cho Hùng biết nha. Dạ. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Không phải bắt tay nữa Hùng. Gì vậy? Nắm tay. Em bảo chữa xong cho thân chủ em hay gì? Nào, nắm tay vậy coi. Nắm tay lại. Đáng chưa yêu lần nào, không đứa nào biết yêu luôn á. Đó. Trời ơi. Hai tờ giấy trắng. Hai người đã nắm tay thì hai người phải hôn nhau. Một cái nụ hôn trên má nào. Cổ vũ. Cầu. Về đi anh, mình cùng đến Đam Ri, nghe thác đổ giữa đại ngàn xanh thẳm, nghe chuyện tình dẫu ngàn năm còn thắm, một tiếng thủy chung anh có nguyện trong lòng. Trời ơi. Sao mà nó ngọt ngào. Nghe ai cũng về Bảo Lộc hết trơn. Thật ra nghe giọng nói thôi mình đã ấn tượng rồi đó. Em trai hả? Dạ đúng rồi. Theo nhận xét và đánh giá của tôi thì đây là
cái nhược điểm lớn nhất của em đó là hay quên. Em rất là hay quên. Em làm một chút xíu mới vừa để đó là em lại quên ngay lập tức. Em hát em quên lời. Dạ, giờ đôi lúc cũng có. Trời đất. Nhưng mà cái đó thì ít thôi ạ, chứ không có nhiều trong suốt quá trình em hát. Lên trực tiếp mà quên lời là chết luôn. Dạ vâng. Với lại em còn hay bị là một cái là hay nổi nóng. Dạ vâng, em lâu lâu em hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng mà cái việc nóng tính đó của em chỉ diễn ra trong khoảng một vài phút thôi. Sau đó là em lại bình tâm lại. Một vài phút là đủ gây ra tai nạn rồi. Một vài phút có đủ để làm tổn thương những trái tim đơn lẻ rồi. Một vài phút có thể làm nhói lòng một ai đó. Dạ có mấy em nhìn hát nhưng mà đôi khi cùng một nghề với nhau thì lại có những cái quan điểm nó lại tương, nó lại xung khắc với nhau, nó không có phù hợp với lúc đó. Cho nên là mỗi người một ý. Đúng, thật ra những người làm nghệ thuật với nhau, cái chuyện nhìn hát có, hoặc là dành diễn có. Không có ai vậy trơn á. Hai đứa song ca, đứa này dành cái này, dành cái kia. Ông đừng nói vậy, bôi bác cái nghề của tôi, của tụi tôi. Tụi tôi là người nào? À, của ba đứa chúng tôi nè. Tôi nào? Thật ra những người trong giới nghệ thuật á, những người cùng làm nghề với nhau á, rất ít họ gọi là sống với nhau trọn đời nha. Thật ra là có những cái liên quan tới cái công việc nói chuyện đó. Người bảo lộc mà hợp tác chỉ cần mỗi nhà trồng hoa thôi là như đà lạt, chỉ cần mỗi nhà chúng ta trồng 10 cái cây hoa trước cửa thí dụ như thế thì cả thành phố 1 2 3 4. Và cái đường đi nó rất là nhanh. Ok, ổn rồi đúng không? Nó qua một cái đèo thôi thì nó sẽ thay đổi không khí rồi. Nó nhẹ nhàng hơn là lạc lạnh thì lạnh quá. Bảo lộc là ok. Chính vì thế nên lên 1 2 3 4. Hai mic lên hết rồi nha. Giờ cái đồi chè của anh nó đẹp lắm. Anh đầu tư cũng nhiều lắm. Rồi giờ mời anh ba lắng nghe chị hai nói. Vài bữa chờ đưa được con tóc nó xuống lên giá bán. Như vậy thì thông qua cái chương sau cái chương trình ngày hôm nay thì mời em về với Bảo Lộc. Nãy thì Như đã nói nhà chị là 4 chị em gái và đây là bé út. Thì gia đình của chị thì không có nam. Cho nên là gia đình rất là mong muốn rằng là sẽ có một bạn nam đó. Sẽ đến Bảo Lộc ở. Em thì ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Vừa nãy thì Như có giới thiệu với em là Bảo Lộc là một cái thành phố rất là yên bình, rất là đẹp. Em đã bao giờ đến Bảo Lộc chưa? Dạ, hiện tại thì em vẫn chưa có cơ hội đi Bảo Lộc. Vậy thì sau cái ngày hôm nay thì mời em đến với Bảo Lộc. Bạn Như thì đã nói miêu tả về Bảo Lộc rất là Miro mất âm thanh rồi, đừng hỏi điều đó, nó nhạy cảm lắm. Tôi hỏi có dạ em thì đó là một cái nhược điểm lớn nhất của em rút lại một vài giây được không? Dạ em nghĩ là một vài phút là nó mới đủ, chứ còn một vài giây trời ơi nó chỉ lướt qua thôi. Kinh khủng lắm em ơi. Dạ ngồi nghe ai mà nóng tính mà chửi một vài phút nó nghe nó kinh khủng kiếp đó. Dạ không ạ, khi em nóng tính thì em không có việc dùng cái thái độ hằn học với ai, mà em sẽ lặng im đi ra một góc. Dạ để em tự em bình tâm lại và sau đó em quay trở lại với cái người đó cần. Em đổi lời lúc nào nóng tính em hát được không? Dạ cũng được luôn ạ. Dạ lúc nghĩ đi cho nó nhẹ nhàng đi. Dạ vâng ạ. Không? Dạ. Được đó. Nhà trai tôi bị tật nóng tính. Nhưng chắc chắn từ đây nóng tính là hát thôi. Nóng lên là hát. Dạ rồi. Rồi quay lại. Cái này nó túng quá. Quay để mới vui. Chào quan viên hai họ. Chào nhà trai nhà gái. Rồi bên này giống vàng bông quả. Vàng rất đẹp. Bên này thì bạn nữ có thể có thể hiểu được cái công việc đặc thù của anh Bảo. Anh Bảo là một ca sĩ thì cái công việc về thời gian, về các cái đối tượng gặp gỡ, rồi về tính chất công việc nay đây mai đó, rồi cái sự bấp bênh rất là khó. Rất là bấp bênh. Dạ. Đúng rồi, thì nghệ sĩ là thời gian rất là bấp bênh luôn đấy. Dạ. Cái đó là cái mà nhà gái chú ý ha. Dạ. Còn mình nguyên nhóm luôn hả?
À, ca sĩ luôn á hả? Chứ mình của mình em là... Bạn ấy làm cho mọi người rất là bất ngờ. Bạn này bạn ấy rất là tự lập luôn. Không ai nghĩ là một cái bạn mà nhìn bạn thấy khá là nữ tính và là con út của một gia đình, lúc nào cũng ai cũng bảo bọc bạn này hết. Nhưng mà khi mà bạn làm, rồi sau khi mà bạn vô trường bạn học á, thì bạn đi xin việc làm ở một cái tập đoàn rất là lớn luôn. Và thậm chí là khi mà bạn ấy vô cái tập đoàn đó thì chưa có người Việt nào làm trong tập đoàn đó mà được nhận vô như một cái vị trí như thế. À, và khi mà đi mà xin việc thì bạn cũng là giống như là đi chọn một cái trường á, thì cái bạn này bạn ấy rất là tự lập luôn. Giỏi quá. Và em cũng có ưu điểm là em giỏi tiếng Nhật ạ. Đương nhiên rồi, ở bên đó 5 năm. Dạ, khuyết điểm của em thì dạ, em nói luôn phần khuyết điểm nói của bản thân mình ạ. Em là một người hết mình vì công việc ạ. Cho nên là có đôi lúc khi mà mình hết mình vì công việc, cho nên là em thường hay mang việc về nhà cũng như là không chăm sóc bản thân mình. Dạ. Em ơi, anh muốn nghe cái giọng ngọt ngào nó ấn tượng như đó bằng tiếng Nhật đó. Dạ. Cảm ơn Hồ Viết Bảo, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trọng hả? Dạ, đúng rồi. À, rồi hát ha, bên kia Bảo Trọng nha. Bên đây tôi hát hay lắm rồi đó. Một màn chào sân quá là ấn tượng. Rồi bây giờ mời nhà gái. Mời nhà gái nào? Dạ, em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào. Dạ, em chào bạn trai, gia đình bạn trai cùng toàn thể các khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Thị Minh Như, năm nay em 25 tuổi ạ. Em đến... Xin mời. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Hai bạn nói cái gì bên kia nghe, bên đây nghe hết. Nói để cảm nhận giọng nói thế nào. Nói để cảm nhận xem cái người đó vùi thật sâu giấu mình trong chiếc áo. Đêm phố thị sương giăng mờ hư ảo, cốc đậu nành chậm chậm ấm đôi tay. Hai mình cùng ngồi lặng dưới hàng cây, nghe gió gọi, nghe bờ hồ nghiêng sóng. Có cậu bé khua đôi chèo lóng ngóng, cá không nhiều liệu đủ bữa hôm nay. Về để nghe hương khói mắt cay cay, sao yên tĩnh chiều cầu an Phước Huệ. Nhà thờ bên đang vào giờ thánh lễ, vẫn đâu đây nghe một khúc kinh. Thì nãy giờ em ngồi nghe hai bên nhà gái đã chia sẻ, thì bỗng nhiên em thấy cái quãng thời gian trước đây của mình có vẻ hơi uổng phí khi mình chưa tới Bảo Lộc. Dạ, Bảo Lộc mới nhìn người Bảo Lộc thôi, nhưng em thấy yêu Bảo Lộc rồi đó. Được đó. Trời ơi, hai nhà này á, hai nhà này nó chỉ giống như hát vậy. Trời ơi, dễ thương quá. Nghe đã được bài thiệt. Dạ. Những cái tài năng, dạ, những cái tài năng của bạn nữ bên này thực sự là khiến cho em rất là ấn tượng. Cái việc gấp đôi giữa hai bạn, giữa anh Bảo và bạn nữ. Về quang cảnh của Bảo Lộc rất là đẹp rồi đúng không? Thì bây giờ chị sẽ cho em thêm những cái thông tin về văn hóa tại Bảo Lộc và con người tại Bảo Lộc. Nếu như mà em có dịp đến đó thì em sẽ cảm nhận được rằng người Bảo Lộc rất là dễ mến và cực kỳ mến khách luôn. Ngoài ra thì văn hóa tại Bảo Lộc là xứ trà, và ở Bảo Lộc á, có một cái văn hóa thưởng trà, có một cái tên rất là đặc biệt và cái phong cách cực kỳ đặc biệt, đó là trà thiền nương. Không biết là mọi người đã nghe về trà thiền nương chưa? Thì câu lạc bộ của thành phố làm về văn hóa trà có một cái thưởng trà rất là đặc biệt luôn. Và hoàn vàng rất là xinh luôn á. Ok, lên sóng thôi. Sáng giờ chỉ có hai cặp chưa, không bấm nút đúng không? Mô Phật rồi đây, tối được ngay bấm nút nha.
thế giới, đó chính là khu du lịch thác Nam Ri ạ. Wow. Thật ra khi nghe ca sĩ bên đây hát á, nó đầy cảm xúc rồi. Khi nghe giọng hát của cô gái Bảo Lộc, những cái đồi chè gọi là mênh mông như thế, nó cũng ngọt ngào như bài hát em vừa mới hát vậy. Mặc dù cô kia chưa hát, mà chúng ta nghe róc rách cái tiếng suối, tiếng thác Đam Ri đó, cũng thấy ngọt ngào đúng không? Dạ đúng. Em có thể hát một bài nào để đáp lại với nhà trai không? Dạ, thật sự là em hát không được hay, nhưng mà cho phép em đọc một bài thơ để đáp trả lại bạn trai được không ạ? Để đáp lại thôi, nghe đáp trả nó nặng nề quá. Với lại lúc nãy em có nghe bạn nữ nói là vì bạn nữ làm việc nhiều quá cho nên là đôi khi bạn nữ không có chăm sóc cho bản thân mình nhiều. Em cứ yên tâm nha, nếu như anh mà có được về bên em thì chuyện chăm sóc em cứ để anh lo. Wow. Đây, bắt đầu xuất hiện ngôn tình rồi đó. Ơi, nhà gái, em con đường tình duyên thế nào rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Biết nha. Thật ra nãy giờ á, mình nghe cô gái nói, cái tiếng nói đó ấn tượng rồi, cái cách thể hiện thần thái thôi mình thấy ok rồi, cái phong cách thôi thì cô gái này gọi là có đầy đủ những cái gì em muốn, thậm chí có hơn luôn. Tôi không phải nịnh đàn gái, tôi thấy là đàn gái ok, tôi giống mình được quá đó. Mắt là đựng make up cứ để y nguyên, nó giống người Nhật lắm. Xinh xắn dễ thương, bạn lệnh. Thật ra là khi mà nghe tiếng nhà gái đó, nhà trai chịu từ đầu không? Nghe nó dịu dàng, đầm đầm thấm, nó nớt na, không có giống một chút xíu nào với lại bà Mai luôn á. Thiệt, tôi tự nhận xét vậy luôn á. Mà sang sáng, sáng. Bữa nay bệnh. Sột, sột. Bữa nay bệnh nên giọng hơi hộp. Lô 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 1 2 3 4 5 6 7 8. Cô đơn, lô 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 cô đơn, có những ngày cô đơn. Trời, dạ chào nhà gái. Dạ nhà gái xinh xắn. Con đã chỉnh chu chưa? Thấy dạ nhà gái chỉnh chu chưa? Thì nhà gái của tôi mà. À, ủa vậy hả? Mời nhà gái, những cô gái Bram Ri. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan, chào em, chào bên đàn trai, chào tất cả các bạn trong khán giả trường quay, cũng như là chào tất cả các bạn khán thính giả xem qua truyền hình. Thì nãy giờ chị chưa có nghe là em đến từ đâu á? Dạ, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, em là ở tại đây đúng không? Thì nhìn thấy bạn Nam thì cũng khá là dễ nhìn, cũng rất là hát rất là hay. Thì đây là bé út của nhà chị. Một cô gái rất là chu đáo, rất là khéo léo. Chỉ là một cái bài thơ cô ấy in ra để đọc dành tặng cho chương trình thôi mà cô ấy đã có đính ở đây một cái nơ, nó giống như là một món quà. Đây là thể hiện một cô gái cực kỳ chu đáo luôn. Đây có phải là ưu điểm của em không? Chu đáo. Dạ, cảm ơn chị ạ. Hay quá. Rồi mình nói luôn ưu điểm của mình đi nè. Ngoài cái chu đáo đó là mình còn gì nữa nè, khéo léo nè, là chị cũng thấy luôn rồi đó. Hơi bị khéo đấy. Dạ. Ưu điểm của em là em tự lập ạ, quyết đoán mạnh mẽ ạ. Và thật sự là em tự lập từ em có thời gian quãng du học ở Nhật là 5 năm. Thành ra là mọi vấn đề ví dụ như là nấu ăn hay là các vấn đề về đi làm kiếm tiền để mà chi trả học phí là em có thể tự làm được. À, cái tiếng nói có quen quen rồi, nó có ấm ấm, có ấm áp hay không ha? Rồi chúng ta sẽ gặp nhau để quyết định. Bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình đi em trai. Dạ em xin chào anh MC Quỳnh Linh, xin chào chị MC Ngọc Lan, xin chào bạn nữ ở phía bên kia, chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay. Em tên là Hồ Viết Bảo, năm nay em 29 tuổi, công việc hiện tại của em là một ca sĩ tự do. Giờ tới đây quay hay chụp hình? Không chụp hình là nó không chịu. Làm thumbnail. 5, 4, 3, 2, 1, vỗ tay.
Quyền Linh và Ngọc Lan rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50. Rồi, đổi micro đi. Em đếm. Bảo Lộc đất đang lên, đường cao tốc gần về tới. Em alo, alo lại. Ta đang nghe Bảo Lộc lãng mạn như thế mà. Cái micro này. Đợi xíu cứ. Đang bay bổng luôn. Rồi chiều nay ai phục vụ chúng tôi? 6 giờ. Mì hú quá. Chưa được. Nghề nghiệp đó họ tranh cãi nhau trong nghệ thuật. Thành ra là ít có người nào chiều người nào. Bởi vì khi những người nghệ sĩ nổi tiếng họ đều có cá tính của họ hết. Không ai nhường nhịn ai hết. Trong tình yêu mà không có sự nhường nhịn, không có sự hy sinh thì dễ đổ vỡ lắm. Đấy, chứng tỏ em cũng là người cũng hơi sơn si lắm. Rồi anh nói thiệt, nhiều khi anh cũng vậy. Anh với Ngọc Lan diễn họ cái nói, em phải diễn vậy, diễn kia. Hai người sơn si họ cái ham, không nào chịu nào. Thành ra là bây giờ mình nghệ sĩ có thể với 10 nghệ sĩ hai đứa có thể chọi nhau về cái chuyện 7 và 20 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cứ vào tối thứ 7 và thứ hai chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị những cặp đôi đáng đi tìm một nửa yêu thương của mình, và ngày hôm nay cũng như thế, để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không, để xem cái duyên cái phần có đến với họ hay không. Cảm ơn Toshiba Việt Nam, Toshiba Việt Nam đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Bảo Lộc tới hoài luôn, trước anh mua cái đồi, cái đồi thấy chưa, mua là mua một lần một đồi chứ không phải là mua một nền, mua một đồi, mua cái nhà trên đồi chè, mua con máy xào chè trên đó. Alo lại đi, giờ đang chờ hai ông bà kia chăm cái đồi chè. Ở đâu anh? Hả, cách Đam Ri khoảng 2 cây số. Đúng rồi. Chưa được. Mai mốt cái đường cao tốc á, nó đổ xuống đó đó. Canh dữ lắm. Nghề nghiệp, nhưng với một người không phải là nghệ sĩ nên nhường nhịn họ nhé. Dạ vâng, vâng. Kỳ này mà nếu ăn thua, sân si thua đủ là cũng mệt lắm nha. Cô kia không hát hay đâu, anh lo, cứ thoải mái hát. Cổ đọc thơ thì mình không biết đọc thơ thì thôi kệ. Mà nay nó làm nó hay hơn đó. Đôi khi cho tình yêu mỗi người nghề nó hay hơn. Nói chung cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Gì cũng có tiêu cực và tích cực. Giờ sao? Giờ muốn quen cái người mới như thế nào nè? Giờ thì như hồi nãy là bạn nữ có nói là bạn nữ có cá tính độc lập, tự chủ. Ừ, mà cái nơi mà bạn học tiếng ở bên đó, ai cũng nghĩ là bạn nó không có bình thường khi có thể lại đăng ký vào một cái trường mà cái trường nó khó như vậy. Cái trường mà giống như là ở bên mình là con ông cháu cha, mà nằm ở một cái nơi rất là hoành tráng luôn, một cái trường rất là to. Thì bạn này bạn nó chỉ đăng ký một trường duy nhất, thi một trường duy nhất thôi. Và bạn ấy đi máy bay lên để bạn đi thi. Ai cũng bất ngờ hết á. Và kết quả càng bất ngờ hơn khi bạn là người đầu tiên mà thi đậu vô cái trường đó nữa. Bạn ấy. Wow, ca sĩ. Hôm nay em có mang đến cho chương trình một ca khúc để mở đầu chương trình cho thêm một cái phần không khí sôi động vui tươi hơn một chút xíu. Em xin gửi đến mọi người một ca khúc được mang tên Những Kẻ Mộng Mơ, một sáng tác của Nguyễn Bảo Trọng. Biển vẫn cứ thế trông về nơi xa, kìa hoa ngon rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua bờ cát. Sẵn sàng tới với một câu chuyện mới chưa? Dạ em sẵn sàng rồi. Nhưng mà từ bên Nhật về đây lâu chưa? Em về được hơn 3 tháng rồi ạ. Trời ơi, vậy mới chia tay bển hả? Dạ không, em chia tay hơn nửa năm rồi ạ. Ừ, tưởng nó mới chia tay về đây luôn chứ. Thôi cũng được. Chị qua chị nhiều chuyện coi, nhà trai bao nhiêu mối tình. Dạ.
Trai chắc cũng khá lắm à. Thì về tình trường của em thì chắc là em có ba mối tình. Thấy chưa? Thấy chắc là rồi. Có ba mối tình. Giây phút nó an nhiên lắm em. Rất là tuyệt vời. Những cái trà nô á, họ sẽ có cái phong cách á, pha trà và cái không khí rồi rất là nhiều thứ. Cái câu trà lạc bộ của thành phố chị thì là câu lạc bộ trà Bờ Lao. Thì khi mà em đến em thưởng thức một ly trà tại Bảo Lộc đi, đảm bảo là em sẽ có những giây phút mà có thể là trước đây chưa bao giờ em có được cái cảm giác đó. Đó, đó là về... Đừng nói lại bằng tiếng Việt ạ. Cái đó khỏi xin phép, em cứ tự nhiên. Dạ vâng. Thì sau khi nghe bạn nữ chia sẻ hết một loạt các ưu nhược điểm thì em cũng xin được phép chia sẻ những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Về ưu điểm thì có thể là em là một người rất thích chia sẻ và chia sẻ với tất cả mọi người những niềm vui và nỗi buồn. Ngoài ra thì em cũng rất là thích mang lại niềm vui, tiếng cười cho tất cả mọi người. Đó giống như là một cái cách mà để em giải tỏa những cái căng thẳng mỗi khi mà em làm việc á, là vì công việc của em mà mang tính chất về nghệ thuật, cho nên đôi lúc á, em làm nghệ thuật nhưng mà thật ra là em rất căng thẳng. Vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng bên kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi. Đừng mong mơ nữa hỡi biển ơi, chân trời xa lắm chẳng có ai đợi, phía bên kia đại dương cũng chỉ có bạn. Như đây thôi có đủ cái đêm mới hạnh phúc cho người đàn ông rồi. Đừng nói chi nữa, đừng nói chi sự chăm sóc. Không? Đó, tôi đánh giá nhà gái như vậy. Không, tôi cũng rất tự hào về nhà gái của tôi. Còn nhà trai tôi thấy hát hay, cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng nhanh nhạy ha. Đều có cái là nhường nhịn nhà gái tôi chút. Nhà gái tôi phải nghệ sĩ nên nó... Ủa, nhà gái của bà chứ không? Nhà gái tôi, của bà nó phải nghệ sĩ. Hay, đẹp. Mọi thứ, đó là mẫu hình tượng mà em rất là mong muốn tìm được một người như vậy. Bởi vì cái người em muốn hiện tại là sẽ người đồng hành cùng em từ đây cho đến cả con đường về sau nữa. Và người đó sẽ luôn luôn hiểu được vấn đề về công việc của em, cùng san sẻ với em, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt hơn. Rồi em có san sẻ với người ta không? Dạ có, chắc chắn là rồi, chắc kể cả việc nấu ăn. Bạn nấu ăn ngon, anh cũng là người biết nấu ăn. Bởi vì anh cũng đã từng sống có khoảng thời gian anh sống tự lập, anh tự lo cho bản thân anh được. Cho nên là công việc nhà chúng ta cùng nhau chia sẻ nha. Nói nhỏ ở bên kia không nghe. Em ơi, công việc nhà anh với em cùng nhau chia sẻ nha em. Dạ được anh ạ. Anh có hình mẫu lý tưởng nào không? Hình mẫu lý tưởng của em là một con gái có ngoại hình xinh xắn chút xíu, có cá tính mạnh mẽ, chịu thương chịu khó và hiểu em. Bên đây là hình mẫu người phụ nữ Việt Nam có đủ luôn. Có mạnh mẽ không thì chị không biết. Chưa có người yêu nha quý vị, mấy quý vị lo nha. Dạ xin mời máy lấy cận ạ. Nhà gái cũng dữ dội lắm nha em trai. Dạ. Rồi, bây giờ thì mình đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với những người đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp, à, ca sĩ luôn hả? Dạ không, đây là những người cùng em làm việc về âm nhạc ạ. Rồi, chào em trai. Dạ. MC chào MC Quỳnh Linh ạ. Chào MC Ngọc Lan ạ. Chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giới thiệu em tên là Kiên ạ. Em là một thành viên trong ban nhạc chơi chung với lại anh Bảo ạ. Bờ cát nâng niu biển thôi, đừng mong mơ nữa hay kẻ mộng mơ. Mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la, hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa. Một bạn là thời cấp 3 và một bạn ở bên Nhật ạ. Thì thật sự là có lý do mà bọn em chia tay có thể là cả hai mối tình chưa đủ yêu để bọn em có thể vượt qua sóng gió, cho nên bọn em đã dừng lại ạ. Bên Nhật yêu nhau lâu không? Dạ, bên Nhật là 3 năm anh ạ. Trời, 3 năm nó đầy kỷ niệm luôn đó. Những cái bạn đi du học, đi lao động 3 năm ở một nơi xứ người. Đúng rồi. Các bạn nương tựa nhau. Nhiều kỷ niệm lắm. Chia sẻ với nhau rất là nhiều nhưng mà vẫn không thể ở bên nhau được. Chắc là buồn lắm hả? Dạ. Không buồn, không ở nhà buồn quá chứ. Dạ. Em xin gửi đến bạn Nam cũng như các bạn khán giả bài thơ là Mai anh về Bảo Lộc với em không. Trời. Mai anh về Bảo Lộc với em không, nơi chứa cả tuổi thơ em trong đó.
nơi yêu lắm dù từng con phố nhỏ. Dẫu đi xa, em chỉ muốn quay về. Anh biết không, cái cảm giác thích mê. Và bạn ấy, ở trong bạn ấy là có những cái tiềm năng mà gia đình cũng khá là bất ngờ về bạn này. Nên là gia đình cũng mong muốn rằng bạn cũng sẽ tìm được cho mình một người nào đó có thể là sau này sẽ rất là hạnh phúc. Nghe chị ấy nói, bây giờ tôi mới ngược lại nhà trai bảo trọng nghe. Nãy tôi mới nói nhà gái bảo trọng không, giờ ngược lại bảo trọng nghe. Dạ. Nhà gái không có kém cạnh gì nhà trai đâu nha. Ơi, còn đây là chị hay là em của nhà gái? Dạ em là chị ạ. Chị, dạ, chị gái ạ. Chị thứ mấy? Dạ em chị thứ ba ạ. Nhà mấy chị em? Dạ nhà em bốn chị em ạ. Bốn chị em xinh đẹp quá. Văn hóa và con người tại Bảo Lộc. Về bé Như á, bé Như thì chị sẽ cho em thêm một ít dữ liệu về cái bé Như này. Bé Như thì trong nhà, bé Như là con út thì mọi người trong nhà lúc nào cũng rất là yêu chiều bé Như. Nhưng mà khi mà bé Như đi qua Nhật á thì mọi người hoàn toàn bất ngờ, vì bé Như là một người rất tự lập. Khi mà từ Việt Nam đi qua bên nước đó và bạn ấy chọn để thi vào một cái trường, chắc là thấy khá rồi đó. Chính xác là 30 tình. Mối tình gần nhất của em là kéo dài 4 năm rưỡi. Khi em gần tiến đến sắp sửa sẽ cầu hôn bạn đó, nhưng vì một số cái lý do giữa cả hai đứa cho nên là tụi em đã phải chấm dứt. Anh không cần biết lý do gì, nhưng mà mình có nhận ra cái khuyết điểm gì do mình tạo ra trong cái cuộc chia tay đó không? Dạ thì khuyết điểm nó cũng là do một phần là do cả hai tụi em đều làm về nghệ thuật hết, tụi em đều là ca sĩ với nhau hết, cho nên là đôi khi cũng hai đứa dành hát đó hả? Vậy cũng nói được. Từ một thành phố rất yên bình và bàn ngàn những đồi trà xanh và cà phê. Bảo Lộc hả? Dạ dạ đúng rồi ạ. Khí hậu. Dạ. Thành phố của em thì khí hậu mát mẻ quanh năm, đó chính là thành phố Bảo Lộc, thủ phủ của trà và tơ lụa. Hiện tại em đang làm trong một khu du lịch, và khu du lịch này có một con thác là một trong 14 thác nước đẹp nhất, được bình chọn là đẹp nhất. Toàn miễn phí luôn, khi mà bất cứ vị khách nào đến với Bảo Lộc, kể cả là một đoàn khách đi chăng nữa, cũng sẽ được mời và thưởng thức cái văn hóa trà này hoàn toàn miễn phí luôn. Thì câu lạc bộ này là cái câu lạc bộ mà để gửi đến cho những vị khách khi mà đến với Bảo Lộc, tìm đến với những cái cảm giác vô cùng yên bình và có thể có những cái giây trong chính cái nghề của mình. Tại sao? Dạ, đôi khi là vì áp lực về thời gian, áp lực về cái việc hát phải như thế nào trau chuốt, tại vì em là một người cũng khá là cầu toàn á, cho nên là cái việc đó đâm ra nó làm cho em cảm thấy là nó là vừa là ưu điểm và lừa, vừa là nhược điểm của em. Luôn luôn muốn chu toàn đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng khá là chu toàn trong mọi việc. Và tứ đại mỹ nhân. Tứ đại mỹ nhân. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh rất là đẹp trai, có tài. Còn bên đàn gái thì gọi như là trai tài gái sắc ạ. Dạ nếu mà em cảm thấy con tim mình rung động thì em hãy cho chàng trai bên này một cơ hội để hai người cùng bước đến một con đường dài hơn. Mấy chị em ai còn ở không? Dạ hiện tại là chỉ có một bé ở nhà là ở không thôi hả? Không phải là ở không. Bé nhà có gia đình hả? Còn ba chị em ở không hết hả? Đi gã thêm bé này nữa để tụi tôi lo mấy vụ này chút xíu. Cái giọng ta ngọt ngào đọc thơ thôi, giọng này đọc thơ chứ. Thì bởi vì tôi mới làm bà Mai giống như tôi ngồi ghế hồi đó rồi. Giọng này á có thể nói là nó rốt mật vô tai. Đúng rồi, cái vùng mà gọi là thảo nguyên trà Bảo Lộc đó nha. Ngồi mà sáng sớm tinh sương, khi mà khí trời giao hòa giữa trời và đất đó, những cái giọt sương li ti động trong lá trà, ngắt cái lá trà để vô cái ly trà, cái nước sôi nó tan ra, ngút một ngụm. Uống trà làm như uống rượu vậy đó. Nghe tiếng đọc thơ đẹp rồi, ngon ngon cái là dặn liền thấy không? Nhà gái không phải nghệ sĩ nên nhà trai cố gắng nhường nhịn chút xíu nha. Đừng lớn nước ta tội nghiệp. Rồi bây giờ mong muốn nhà gái không? Bạn trai như thế nào? Muốn người chồng tương lai của mình là sao? Một mẫu hình gì nói coi, coi giống bên kia lương bổng hay không thôi. Có lương bổng không em?
Dạ lương lương cũng bay bổng dữ lắm. Dạ lương em cũng bay bổng dữ lắm. Người ta quan cảnh lương bổng. À, lương thiện thì để mọi người đánh giá ha. Rồi cái đó được đó. Thật ra là thấy cái cặp này cũng ăn nói nó hoạt bát, năng động, ấn tượng. Nghe nó nghệ sĩ lắm. Rất nghệ sĩ. Người này không phải nghệ sĩ nhưng cũng rất nghệ sĩ. Ha. Cô gái Đam Ri. Giờ hỏi cô gái Đam Ri đi nha. Dạ hôm nay em đi với hai chị gái của em ạ. Để giới thiệu em tên gì, đứng từ đâu, em đang ngồi với ai bên đó. Chào anh Quỳnh Linh với chào anh Bảo bên đây cái coi. Dạ, vậy em xin phép được nói một đoạn tiếng Nhật như yêu cầu của anh Quỳnh Linh ạ. Rồi. À, em xin phép đứng dậy được không ạ? Được. Dạ. Hajimemashite. Watashi wa Niu to moshimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Kyou wa watashi to onesan wa ikimashita. Yoroshiku onegai itashimasu. Oh. Arigato, arigato. Arigato gozaimashita. Okay. Sit up, please. Biết nói tiếng Nhật không? Dạ không ạ. Em xin phép tính cùng con. Ông Bảo Lộc đang phát triển dữ lắm luôn. Nè, hỏi luôn ở rễ không? Dạ chắc nhiều lắm. Ra Bảo Lộc anh rất là rành luôn. Giờ bạn nói rất là nhiều. Đúng rồi, xin Nguyễn. Mới lên hỏm nè. Mới lên hỏm nè. Xin Nguyễn đó. Lên Bảo Lộc hoài à. Lô 1, 2, 3, không khí tuyệt vời. 5, 6, 7, 8, 8 là, 9, 10. Bây giờ Đà Lạt đông quá. Bây giờ Bảo Lộc là thiếu một cái gì thôi. Đang cắm hoa. Lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lô hôm trước anh có ngồi với lãnh đạo Lâm Đồng đó. Cái lệ Tuấn Phố Thành báo hay Thành Phố Lộc.